Nếu như mặc định của Revit ấy thì mình vẽ xong cái cột này nó sẽ đến đáy sàn nhà đúng không? Đấy. Kể cả Google cũng thế, một sau một số trường hợp ấy là bây giờ cái bản 2017 thì người ta cho mình cái công cụ đảo chiều giòn à. Có nghĩa là đối với Google thì có thể đảo chiều giòn được. Nhưng mà đối với cột này thì vẫn chưa có cái đảo chiều giòn, tức là ưu tiên giòn cột hay là dầm này. Thì có ví dụ ưu tiên dầm thì nó sẽ dầm ăn hết vào đây đúng không? Còn đây nó đang ưu tiên cột đúng không? Thì mà hiện tại nó vẫn chưa hỗ trợ ở đấy. Bản 2017 vẫn chưa hỗ trợ. Thì mặc định nó là vẽ ăn lên sàn này đúng không? Thì mình hoàn toàn có thể đảo chiều cho nó giòn nhà được bằng công cụ Swiss giòn ở trong Modify này. Nó có công cụ Swiss giòn đấy. Đây. Chưa? Thì ví dụ mình Swiss giòn đúng không? Mình Modify Swiss giòn này. Đấy, Swiss giòn order tức là đảo chiều hai cái cấu kiện đang giòn với nhau. Đây, có cái ảnh xem trước ấy. Đâu rồi? Nó vừa hiện mà. Đấy, mọi người thấy chưa? Trong cái ảnh này thì mọi người thấy là cái hình ảnh thứ nhất ấy thì là cột nó đang ăn lên trên dầm đúng không? Còn hình ảnh thứ hai thì cột ở dưới đáy dầm. Được chưa? Thì bây giờ giả sử anh đảo chiều giòn được cái này. Và kích dầm hoặc kích cột thì nó sẽ đảo chiều cho nhau. Thì tức là dầm sẽ ăn vào. Vẽ như này cũng không sai, nhưng mà nếu mà đối với vẽ thi công ấy, đối với vẽ thi công thì phải vẽ như này mới đúng không? Dầm sẽ là cột sẽ ở dưới đáy dầm nhà đúng không? Đúng không các em? Nhưng mà có một vấn đề nữa là nếu mà vẽ như này ấy thì mình phải vẽ đúng từ đầu, có nghĩa là ví dụ như cái trường hợp cột này các em vẽ này thì kể cả các em vẽ như này nó vẫn không đúng. Đấy. Anh thì có anh sống biết do tiết sản đồng nhá. Mình sẽ cho cái cột. Đấy. Thì nó ăn như này. Tiếp theo thử xem tiếp theo này. Swiss giòn. Tốt nhất nếu mà vẽ như này ấy, thì mình vẽ từ ngay từ đầu luôn. Nếu mà đã xác định là vẽ như này thì mình phải làm chỉnh từ đầu, vẽ đâu chỉnh đến đấy luôn các em hiểu không? Còn không vào mặt cắt không chỉnh làm gì cả. Thì từ từ đó anh sẽ nói các cái nhược điểm và cái ưu điểm. Để anh xem nào. Đấy. Thì nếu mà vẽ nhá thì ở ngoài các em an với tâm đi làm, các em có để ý như này, nó vẽ phải nếu mà đúng là phải vẽ nhài đúng chưa? Tức là gì, cái cột này nó sẽ ăn đến đáy của cái dầm lớn đúng không? Xong rồi cái dầm bé này nó sẽ ăn đến đây thôi đúng không? Nếu mà về xét về thi công phải vẽ nhài mới đúng không? Các em hiểu không? Nhưng mà trong một số trường hợp ấy, nếu các em vẽ không đúng ấy, thì nó sẽ bị như vãi này, như này này. Nè. Các em làm thi công cũng thế, có phải là người ta sẽ đổ cột đến đáy của cái dầm lớn không? Người ta ưu tiên là cái dầm lớn đúng chưa? Thì vừa rồi có một số có một bạn ở trên trang Facebook hỏi là nó bị như này. Thì tại sao lại bị như này? Các em biết tại sao nó như này không? Nếu mà kể cả các em vẽ như này nhá, được cái đến đáy giòn này nhưng mà lại nó vẫn không đúng. Đến lúc tính khối lượng ra nó vẫn không đúng, nên nó vẫn bị cái chỗ này. Có hiểu ý anh không? Tức là người ta muốn vẽ đến như này để làm gì? Để tức là cái khối lượng bê tông cột ấy là nó sẽ chỉ đến đáy dầm thôi. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ được cái thẩm mỹ là nó đúng đúng không? Thẩm mỹ đúng khi mà các em vẽ Revit thi công chẳng hạn, đúng không? Thì tại sao này, nếu mà trong trường hợp một số trường hợp nó bị như này, còn trường hợp này không bị nhá. Trường hợp này anh John là không bị, bởi vì sao? Bởi vì hôm lúc đó anh đã nói các em là vẽ là phải vẽ chuẩn từ đầu. Tức là cái mép dầm hôm anh trước anh vẽ xong, anh bắt mọi người phải kéo cái điểm chấm chấm ấy, các anh mọi người nhớ không? Vẽ, nếu mà vẽ từ tim đến tim xong mình kéo cái điểm chấm ra để cho nó sát vào mép ấy, thì chiều dài đúng đấy. Mọi người nhớ không? Nhớ cái chat 1.
À. Đấy. Đây là cái điểm này anh bắt mọi người kéo ra này. Mọi người chơi chưa? Đấy. Thấy chưa? Thì khi do này nó sẽ không bị. Đây như này là chuẩn này. Còn nếu không ấy thì nó sẽ chỉ ăn đến đây rồi. Cái bài cũ của anh ấy, anh lấy ra anh xem thì cũng một số chỗ nó bị như thế, nó sẽ không do được hết, nó phải do nhà đúng rồi. Lấy xác định vé thì do nhà cho đúng từ đầu luôn, được chưa? Bên này cũng thế này. Thì cái ưu điểm của khi mà vẽ như này ấy, thì là gì? Thì bây giờ anh thử vào cái cột cột C1 C2 nhá. Đây chi tiết cột đây, hôm trước mình cập nhật vào đây section 7 này. Ưu điểm của nó là gì? Bây giờ anh vào mặt bằng đây triển, mình làm việc với cái tab triển khai chi tiết này đúng không? Cái mục triển khai chi tiết này, còn mục này để nguyên cho nó, để cho bản vẽ cho đẹp. Thì vào mặt bằng định vị cột đúng không? Mặt bằng định vị cột. Cái section 7 là cái nào nhỉ? Cái này. Để anh xem nào. Đây là led của cái dầm này. Và đây là led của cái dầm. Nếu vẽ ưu điểm mà nếu mà hôm trước mọi người có để ý nhá. Cái hôm trước cái led cột này, này nó ăn tận lên trên này này. Đấy. Thì nếu như hôm trước vẽ mình cái led cột này mình cho nó ăn lên tận lên đáy sàn này thì nó về mặt kết cấu, về mặt thể hiện là nó không đúng đúng không? Còn như bây giờ nó ăn xuống dưới đây này. Tức là nó ăn lên đáy dầm này thì là đúng rồi này. Đúng không? Lại đi. Nói chung là mỗi một cái thì nó đều có một cái nhược điểm của nó. Các em biết tại sao lại có cái led này không? Bởi vì cái mặt cắt của nó nhá. Cái mặt cắt của nó thì nó cắt qua đây này. Đâu rồi? Đây. Cái mặt cắt của nó thì nó cắt qua đây này. Nó sẽ nhìn thấy cái led dầm. Đấy. Khi nó cắt qua đây nó sẽ nhìn thấy cái led dầm của cái dầm này này. Đấy, rất khó thôi rồi. Tạm thời là như thế. Thì bây giờ có hai cái trường hợp, một là để nguyên vẽ như ban đầu như này. Đấy, cách thứ hai là mình vẽ như này. Thì cách nếu mà mọi người muốn vẽ như này ấy, thì mọi người nhá, đây modify này đúng không, cái đoạn join này dùng công cụ switch join, thấy chưa, kích vào cái dầm, có nghĩa là mình đang muốn nó ưu tiên dầm đúng không, thì mình phải kích vào các cái dầm, xong kích vào cột, kích vào dầm, kích vào cột, được chưa, kích vào dầm, kích vào cột. Đây mọi người nhìn thấy nó vẫn còn cái đoạn này, kích tiếp xem nào. Đấy thì nó lao vào đây rồi, kích tiếp xem nào. Kích như này nhá, nó vẫn đang ăn với nhau này, lại phải kích phân nữa. Đấy thì nó mới được. Thì cách tốt nhất là theo kinh nghiệm ấy, giả sử mình đang sống với dòng này này thì mình sẽ sống với dòng cái dầm to ở trước này để cho nó ăn vào trước, được chưa? Đấy chỉ cần một lần như thế thôi. Xem nào, chỉ cần một lần thôi đấy đúng không, mọi người có để ý đi không, anh làm lại nhá, mọi người nhìn nhá, nhưng lúc nãy anh làm này là anh phải chỉnh đến 3 lần liền đúng không, thì nếu mà làm đúng ra thì anh sẽ chỉ việc chỉnh một lần thôi, tức là mình phải gì, theo kinh nghiệm ấy là mình sẽ sống cái do mình kích vào cái dầm lớn này, để cho cái dầm lớn này nó ăn vào. Đấy mọi người nhìn thấy chưa, còn nếu như anh kích cái cột này cho nó ăn dầm bé trước ấy thì sao, thì cái cột nó, đây anh làm lại cho mọi người xem nhá. Nếu anh kích cái cột này nó ăn là cái dầm bé,
À quên, cái dầm mé là cái cột trước đấy. Thì mọi người có nhìn thấy chỗ này không, nó sẽ còn một cái mảng cột này lên trên đấy. Thì bây giờ anh lại kích vào cái dầm này muốn ăn vào, thì nó lại mà ăn vào đây thì nó lại bị trùng em, các em hiểu không? Nó lại bị trùng nhau đấy, khối lượng bê tông nó đang trùng nhau, mọi người hiểu chưa? Mình lại phải kích phát nữa để cho nó thay đổi đấy. Thì tóm lại nhá, tóm lại là mình sẽ nhìn trong ba cái đoạn này, bao giờ cái chỗ này nó có ít nhất hai dầm và một cột giao nhau đúng không? Mọi người đang muốn là dầm phải người mọi người phải để ý là cái dầm nào nó lớn nhất được chưa? Thì mọi người cho nó ưu tiên được chưa? Mọi người hiểu ý mình chưa? Đấy. Còn cách tốt nhất để mà chỉnh như này nhá, mọi người vẽ đâu chỉnh như đấy luôn. Bây giờ mọi người có muốn làm chỉnh này không, thì mình cho thời gian mọi người khoảng 5 phút để chỉnh cái này. Muốn vẽ như này hay là muốn vẽ cột đến đáy sàn? Tức là gì? Nếu như các em muốn vẽ như này để sau này nhớ biết đâu đi làm đỡ bị người ta bắt bẻ, hoặc là các em muốn vẽ như này để làm đồ án hoặc là làm di vít thi công được chưa? Thì cách vẽ là gì? Các em vẫn vẽ cột từ bình thường từ tầng 1 đến tầng 2 đúng không? Và đến vẽ dầm này thì các em để ý nhá, các em để ý xem là theo phương dọc nhà này và phương ngang nhà đấy, theo phương này và phương này được chưa? Thì dầm nào lớn hơn thì các em vẽ trước được chưa? Và nhớ là vẽ từ mép đến mép để ý chiều dài của nó được chưa? Xong rồi vẽ xong các em vẽ lên cái dầm bé này đấy chưa? Sau khi vẽ xong các em bắt đầu các em có thể là vẽ hết được dầm này và cột tầng 1 này, thì các em bắt đầu giòn như này, xong rồi copy lên tầng 2 được chưa? Có nghĩa là sau khi giòn đấy, sau đó copy lên tầng 2 đấy. Cái này mình phải thực hành nhiều để mình quen. Còn bây giờ mình vào công việc của ngày hôm nay. Công việc của ngày hôm nay đó là hôm trước mình đã bố trí cái thép cột nhà đúng không? Thì mọi người đã làm bài tập về nhà chưa? Mọi người làm bài tập về nhà rồi đúng không? Mọi người làm bài tập về nhà thì mọi người chắc là chưa đi đúng không? Chắc chưa đi đúng không? Đã đi cho anh cái này từ trong này đi rồi đúng không? Trong này đi mà tăng thép chưa? An tâm đã làm được chưa? Ừ, rất là dễ đúng không? Chỉ việc xem lại video và làm thôi. Còn ở bên ngoài này thì cách đi thì tí nữa anh sẽ bảo đi. Trước khi vào đi thì hôm trước mình có chép đến cái phần mà vẽ thép thủ công rồi đúng không? Còn cái phần vẽ thép extension này hình như anh chưa cho chép đúng không? Cái phần vẽ thép extension này anh chưa cho chép được nhỉ? Anh cho mọi người chép là phải chỉnh sửa nhá. Chưa. Thế bây giờ như này thì bây giờ cái phần vẽ thép thủ công mọi người cách cho anh ra khoảng 4 dòng được chưa? Đấy, xong mọi người cho anh một dấu cộng là vẽ thép bằng extension đúng không? Được chưa? Thì vẽ bằng thép bằng extension nhá. Đấy, dấu cộng vẽ thép bằng extension này, vẽ thép cũ bằng extension chưa? Vẽ thép cột extension xuống dầu. Sau khi đã vẽ thép cột chuẩn trong chuẩn là xong rồi nhá. Và mọi người nhớ nhá, cái đai thép đai này hôm trước anh nhắc rồi nhá, là phải cho nó đến đáy sàn nhá. Up to slab chứ không phải up to beam nhớ chưa? Up to slab nhá, hôm trước anh nhắc mọi người có cái dấu tích ấy ở trong extension đấy, mọi người có nhớ không? Được chưa? Trong trường hợp này của mình là up to slab tức là sàn, còn một số trường hợp là nó sẽ up to beam này, nó chỉ đến dưới đáy sàn thôi, nhưng của mình là up to slab nhá. Đấy, thì bây giờ mọi người chép này, sau khi đã bố trí thép cột xong chúng ta xóa bớt, chúng ta sẽ sau khi chúng ta sẽ điều chỉnh lại thanh thép
chúng ta đã điều chỉnh lại thanh thép, tức là xóa các thanh là xóa các thanh ở góc đi và để lại một thanh ở giữa, xóa các thanh ở góc đi để lại một thanh ở giữa, xóa các thanh ở góc đi để lại một thanh ở giữa. Sau đó chọn fit number, sau đó chọn fit number. Đấy, nếu mọi người nhớ được thì mọi người có thể ghi là chỉ cần ghi ngắn là chỉnh lại nhóm thép cho đúng, chỉnh lại thép đơn lẻ thành nhóm. Mọi người có thể ghi là chỉnh lại thép đơn lẻ thành nhóm, còn nếu không thì mọi người ghi là xóa bớt các thanh ở góc đi để lại thanh ở giữa, được chưa? Và chọn fit number. Đấy. Để cho nó ra 4 cây ấy, mọi người nhớ không? Đấy. Chọn fit number để ra nhóm cây thép, để ra được nhóm cây thép. Để ra được nhóm cây thép. Mọi người có thể ghi theo ý hiểu của mình. Để ra được nhóm cây thép, được chưa? Nhớ là xóa góc đi nhá, nhớ là xóa góc đi để lại một cây thôi. Chỉnh fit number để cho nó ra được nhóm thép. Được chưa? Để cho nó ra được nhóm thép. Phải tiện thống kê sau này. Không phải tiện thống kê sau này. Thép không bị đơn lẻ. Tiện thống kê sau này thép không bị đơn lẻ. Được chưa? Anh đang làm cho mọi người tất cả các bước chi tiết để mọi người không bị va vấp ấy. Nếu không mọi người sau này sẽ làm sẽ rất là vất vả. Chép xong thì xong chưa? Xong xuống dòng cộng đầu dòng tiếp, vẫn là cái phần vẽ thép extension nhá. Tiếp theo. Đấy. Tiếp theo mọi người nhìn này. Thì hôm trước anh có nói đến cái thép này ấy, thì trong Revit nó chưa hỗ trợ cái phần hình ảnh đúng không? Thì bây giờ ấy, lúc vẽ thép thủ công ấy, thì có phải là mình hoàn toàn có thể tự chọn hình dạng thép cho mình theo như ý mình đúng không? Mình hoàn toàn có thể chọn thép cho mình theo như ý và nó có cái hình dạng. Ê, ví dụ cái shape này, mình chọn cây shape 00 chẳng hạn, xong rồi mình vẽ ra thì ở trong cái family này anh đã cập nhật hình ảnh ở đây đúng không? Nhưng mà vẽ extension thì nó lại không cập nhật hình ảnh cho mình. Tức là gì? Mọi người nhìn nhá. Anh vào mục family. Anh sẽ vào mục family cho mọi người xem. Thì bình thường lúc đầu anh chỉ có những cây BD LM này đúng không? Tức là cái cây của anh sẵn là cái cây của thư viện này đúng không? Từ cây M00 cho đến cây MT9. Nhưng mà đối với vẽ extension này khi mà vẽ ra nó sẽ tự động tạo ra thêm những cái hình dạng khác standard này. Đấy. Mọi người nhìn không? Lúc đầu mình chỉ có gì ba set, tức là hình dạng cây thép MT6. Thì sau khi vẽ extension xong ấy, nó sẽ ra một loạt hình dạng khác. Đấy, tại sao lại như thế? Thì nó khi nó tạo ra hình dạng, nó sẽ tự động tạo ra hình dạng thép khác mà. Đấy. Nó chỉ cần một khác một tí rồi nó tự tạo ra hình dạng thép khác. Thì bây giờ mọi người lại phải làm một bước nữa. Được chưa? Cộng đầu dòng này. Tiếp theo này, chọn các thanh thép, chưa? chọn các thanh thép, sau đó chọn lại hình dạng cho nó, chọn lại hình dạng theo ý muốn cho nó, chọn lại hình dạng theo ý muốn, chọn lại hình dạng theo ý muốn để việc thống kê có hình ảnh thép. Để việc thống kê có hình ảnh thép. Ok chưa? Được chưa? Đấy, bây giờ mọi người thực hành này. Mọi người nhìn nhá. Đấy, ví dụ không có cái bảng này đúng không? Bấm vào đây cho hiện ra. Mọi người nhìn cái cây này của mình nhá. Thì trong cái bảng này của mình, cái cây này, cái cây thẳng này, thì bảng của mình ấy, thì nó là gì ba set, nó đang là cây gì. Đây là cây nó tạo nên nó của cây của mình này. Được chưa?
nó tự tạo ra thành một cái hình dạng lưỡi này. Thì cái cây thẳng này của mình là xem nó là cây bao nhiêu nhá. Cái thẳng của mình nó là cây M00 đúng không? Thì bây giờ ấy, đấy là mọi người không nhớ nó là cây gì nhá, thì mọi người kích vào cái cột này, chọn ba này. Đấy, xong rồi mọi người xem nó đang là cây gì. Mọi người xem là hình dạng là cây gì. Đấy, cây là mình mong muốn, ví dụ cây đây, cây này. Cây thẳng của mình là cây M00 đúng không? Đấy. Tiếp theo, mọi người chọn này, giữ Ctrl chọn hai cây này. Được chưa? Chọn lại hình dạng cây M00. Được chưa? Đấy, nó có hình ảnh này đúng không? Apply. Được chưa? Tiếp theo, cây này. Đây nhá, cây thép này thì mọi người nhớ là phải có hai cây nhá, cả trong cả ngoài đúng không? Đấy. Được chưa? Mọi người giữ Ctrl này. Chọn này, được chưa? Trong đầu mọi người lúc này sẽ nhớ được là mình đang hiện tại là có những cái cây thép gì đúng không? Hiện tại là mình chỉ có thép đai và thép chủ đúng không? Thì cái cây thép đai này, sau khi mọi người đã chọn được hết rồi, mọi người có nhớ hình dạng này của nó là cây gì không? Không nhớ đúng không? Thì mình vào đây. Đấy, được chưa? Đấy, cầm này, kéo lên xem nó là cây gì. Thì cái này của anh, lúc anh nói là nó đang là cây. Cái móc này của mình trong này của nó không có đâu. Em bị đứng máy à? Bị đứng máy thì có nhìn thấy gì nữa không? Quay này. Rồi, sau khi chúng ta chọn thép như này thì mọi người nhờ, hôm trước mọi người nhớ cái cây của mình như này. Không nhớ thì mọi người nhìn vào đây đúng không? Nó là Stitch Up 135, tức là cái cây của mình thép nó đang bẻ móc 135 đúng không? Đấy. Còn ngoài ra thì nó còn có móc 90 đúng không? Thì ở đây cái cây mà mấy cái cây mà gì ba set này mặc định của nó ấy. Đấy. Thì nó không có cái móc 135 đúng không? Cái này nó chỉ móc một phía thôi. Nó không móc hai phía. Thấy chưa? Còn cây này móc 90 đúng không? Đấy. Còn cái cây này. Cái này anh tạo thêm ra và thì là nó có móc hai đầu như này đúng không? Thì mình đang chọn cây đấy đúng không? Mình đang chọn móc 135 đúng không? Vậy thì mình sẽ đổi sang cái cây D này. Được chưa? Mình sẽ làm việc với các cái cây này và các cái cây gì ba xếp này. Được chưa? Gì ba xếp nhá. MT1, MT2, MT3 và các cây DM V kép chấm, được chưa? Đấy, thì sau khi mình làm xong mình chọn cây D này, mình chọn cây D. Được chưa? Mình có thể chọn ở đây cũng được. À, nó không được thì mình chọn ở đây. Được chưa nhỉ? Chọn cây D được rồi đấy, anh chọn được rồi. Anh chọn cây D ở đấy, đây nó hiện đây gì ba xếp là D nhá. Được chưa? Thì cái phần xếp email này nó chưa hiện thì không sao cả. Cái xếp email này nó chưa hiện không sao cả. Anh sẽ chỉ mọi người cách cập nhật hình ảnh này sau. Được chưa? Lúc nào vào trong phần thống kê anh chỉ cập nhật, anh sẽ chỉ mọi người cách cập nhật những cái ảnh còn thiếu này. Được chưa? Coi như là một bài thực hành. Đấy. Thì bây giờ mọi người thực hành đi. Mọi người chọn các cây thép, sau đó mọi người chỉnh lại cây cho anh.